Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra toàn diện các dự án của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng, gọi tắt là Công ty Lã Vọng, và các đơn vị thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong số 9 dự án thuộc diện thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều vi phạm trong dự án tại ô đất DX1, DX2, DX3, DX4 và CX2, khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng. Đây là dự án từng khiến dư luận bức xúc khi phần lớn diện tích được phê duyệt xây dựng bãi đỗ xe, cây xanh trong khu đô thị đã biến thành nhà hàng của Công ty Lã Vọng. Theo thanh tra Chính phủ, dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ngày 8 tháng 11 năm 2005. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Các ô đất DX1, DX2, DX3, DX4 có chức năng làm bãi đỗ xe, ô đất CX2 có chức năng là cây xanh tập trung. Sau đó, theo đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết vào năm 2010, xây dựng bãi đỗ xe có mái và ngoài trời kết hợp với trồng cây xanh, tầng cao công trình là một tầng đối với các ô đất nêu trên. Như vậy, mật độ xây dựng của các ô đất tăng lên so với quy hoạch được duyệt từ năm 2005. Công ty Lã Vọng sau đó đã xin đóng góp 2 tỷ đồng vào ngân sách và đề xuất được nghiên cứu lập thực hiện các dự án đầu tư. Trước đề nghị của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận cho doanh nghiệp này lập và thực hiện dự án. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định thu hồi 10.334 m² đất giao cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng thuê trong thời hạn 50 năm. Như vậy, việc lựa chọn nhà đầu tư không thực hiện thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi đầu tư, giao dự án không thông qua đấu giá và công khai, vi phạm các quy định của pháp luật. Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ. Căn cứ đơn giá đất sản xuất nông nghiệp được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, Sở Tài chính Hà Nội đã phê duyệt đơn giá thuê đất đối với các ô đất DX1, DX2, DX3, DX4 cho mục đích kinh doanh bãi đỗ xe, dịch vụ công cộng là 187.197 đồng trên 1 m² trên 1 năm. Ô đất DX2 thuê làm mặt bằng kinh doanh thuộc các ngành nghề thương mại dịch vụ công cộng là 94.769 đồng trên 1 m² trên 1 năm. Tổng số tiền thuê đất là hơn 13,2 tỷ đồng, được miễn giảm trong thời gian xây dựng là hơn 3,8 tỷ đồng, còn lại số tiền hơn 9,4 tỷ đồng. Đến ngày 10 tháng 8 năm 2018, công ty đã nộp số tiền vào ngân sách nhà nước. Theo Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội không tính lại đơn giá thuê phần đất xây dựng sai quy định làm tăng hệ số sử dụng đất. Việc xây dựng sai quy hoạch đã được Sở Xây dựng xử phạt theo quy định. Ngoài ra, Sở Tài chính căn cứ lấy kết quả kiểm toán phần giá trị đầu tư hạ tầng toàn bộ khu đô thị năm 2012 là hơn 102,3 tỷ đồng để phân bố chi phí hạ tầng cho tổng diện tích là hơn 29,7 ha. Các ô đất để làm căn cứ tính tiền suất đầu tư hạ tầng phải nộp cho năm 2016 là chưa đủ cơ sở. Dự án này cũng đã được Thanh tra thành phố Hà Nội thanh tra và kết luận vào năm 2014. Theo đó, việc phê duyệt thêm chức năng dịch vụ công cộng là không đúng theo quy hoạch chi tiết đã phê duyệt trước đó. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất từ bãi đỗ xe thêm chức năng dịch vụ công cộng là không đúng với quy hoạch đã được phê duyệt từ năm 2005, làm thay đổi mục đích sử dụng đất, vi phạm luật quy hoạch đô thị. Thanh tra thành phố Hà Nội cũng kết luận Công ty Lã Vọng vi phạm xây dựng sai quy hoạch từ 1 tầng thành 2 tầng. Chưa thực hiện xây dựng xong phần công trình dự án tại ô đất DX1, DX2, CX2 đã đưa vào khai thác sử dụng. Sử dụng trên ô đất DX3, DX4 không đúng mục đích bãi đỗ xe, cây xanh mà làm nhà hàng là vi phạm quy định về luật đất đai. Để xảy ra những tồn tại vi phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã khẳng định trách nhiệm thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế Hà Nội kiểm tra, rà soát tiền thuê đất và thu bổ sung số tiền sử dụng đất, tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Do không thực hiện tính lại giá phần đất diện tích tăng thêm, xây dựng sai quy hoạch, phần giá nộp suất đầu tư hạ tầng theo đúng quy định.